Hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với Tokyo Camera. Hôm nay thì mình và anh quay phim của mình đang đi lên phố để có thể quay cho các bạn một cái content nó khá là thú vị. Đó là tìm hiểu về những cái điểm check-in ở Hà Nội. Nhưng mà bọn mình sẽ không làm theo một cách bình thường mà bọn mình sẽ sử dụng chiếc One X2 này để có thể cho các bạn xem một cái intro nó rất độc đáo ngay sau đây nhá. Và các bạn cũng đã vừa xem cái intro đó rồi. Và những cái điều chúng ta cần tất nhiên rồi, đó là một chiếc One X2 và kèm theo đó nữa, đó là một cái gậy invisible. Và sau khi mà các bạn đã có hai vật dụng này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đến cái phần đó là thực hành quay. Thì đây, đầu tiên các bạn sẽ set giúp mình ở trong chiếc One X2 này, đó là cái chế độ là 3K và 100 frame. Tiếp theo đó thì với cái phần gậy này chúng ta sẽ kéo lên khoảng là 4 thước các bạn nhé. Đó. Và hành động tiếp theo của chúng ta thì sẽ là các bạn để cái gậy ngang người như này. Đây, rồi. Và các bạn sẽ nhảy lên này và chúng ta sẽ quay gậy đây cùng chiều như gậy các bạn nhé. Thế này, đó, mình thấy ạ. Và bây giờ thì mình sẽ làm thử các bạn xem nhé. Rồi, đó là cách để chúng ta có thể là quay một cái thước phim ở trên One X2 để có thể là thực hiện cái intro mình vừa mới làm. Và sau đây thì mình sẽ đưa các bạn đi một vài cái điểm mà mình cho rằng là ở Hà Nội các bạn nên đi qua và nên đến để có thể là check in nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến cái bước đó chính là edit các bạn nhé. Và các bạn vẫn sẽ vào cái app Insta360 giúp mình. Và ở cái phần shot lab này thì chúng ta sẽ chọn cái shot lab đó là split zoom mình nhé. Ok, và các bạn sẽ sử dụng cái zoom của giúp mình. Và ở đây thì các bạn lưu ý giúp mình rằng là nó đã lọc hết cho các bạn những cái video ngày hôm qua các bạn quay ở chế độ 3K rồi. Và những cái video ở chế độ 3K 100 frame ấy thì nó sẽ có cái biểu tượng là hình đồng hồ cát như ở dưới góc phải các bạn nhìn thấy này. Đó. Và đây là toàn bộ những cái video 3K ngày hôm qua mình quay được. Và bây giờ việc các bạn sẽ là chúng ta sẽ chọn những cái video mà mình ưng ý nhé. Và cái việc các bạn đó chơi bây giờ. Và cái việc các bạn bây giờ đó là chọn những cái video ưng ý nhất nhá. Và bây giờ thì mình sẽ chọn ra những cái video đó. Đây. Và tối đa mình nghĩ có thể là 6 cái. Ok, và bây giờ thì những cái video của mình nó đã render xong rồi. Và cái việc của mình bây giờ sẽ là export nó ra để có thể là tạo thành một cái video hoàn chỉnh nhá. Thế nhưng mình đang gặp một cái trường hợp ở đây là nó chỉ được là 5 cái video mà thôi. Có lẽ là do cái video này của mình là mình quay cái góc nó khá là hẹp. Thế nên là khi mà các bạn quay cái chiếc này thì các bạn nên tìm một chỗ mà nó có cái background rộng một chút nhá. Và bây giờ thì mình sẽ chọn tất cả những video này để có thể là render thành một video nhá. Ok, và các bạn hãy chờ đợi một chút nhá. Và đó là chia sẻ của mình về chiếc ngày hôm nay. Và nếu như bạn thấy thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé.